gì đấy? Khánh ơi, Khánh đánh được quả này không Khánh? Tao đều đánh được. Ơ, cái lồn nào vậy? Sao mình đều đánh được nhở? Ông đánh cho một á. À. Ông chuyển qua chế độ thì chỉ chọn tướng rồi. Em lên tốt phá đi mày. Mở ba đường cho con Nasus nó phạm nhỉ. Để nó có bọn mình nó sẽ à? Ê, lôi. Lôi trừng phạt con xe mà vẫn bị tao ăn quá. Trừng phạt con xe, quay lại đó đấy.